Chư sĩ giang bụng dùng một giọt nước để làm thí nghiệm. Một giọt nước, chỉ một giọt nước, trong đó có thọ tưởng hành thức. Nước biết nhìn, biết nghe, biết hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Ông dùng thí nghiệm khoa học làm cho nó kết thành băng, kết thành hoa tuyết, xem phản ứng của nó. Trong niệm thiện, phản ứng của nó vô cùng đẹp. Trong niệm bất thiện thì rất khó coi, rất xấu xí. Làm thí nghiệm mấy vạn lần mà không sai tí nào. Trong đó đồ án đẹp nhất chính là ái, cảm tạ, cảm ơn. Đồ án như vậy là đẹp nhất. Ông ấy nói với tôi, ái có phải là hạt nhân của vũ trụ? Tôi nói đúng vậy, không sai. Văn hóa truyền thống xưa là dùng cái này làm trung tâm. Giáo dục của người xưa, văn hóa xưa thật sự là giáo dục. Giáo dục này là phụ tử hữu thân. Hữu thân ái này làm điểm xuất phát. Đó là hạt nhân của tánh đức. Nhân là nhân ái, là trung tâm của tánh đức. Chính là những thứ này. Cho nên giáo dục xưa là giáo dục thương yêu. Mục đích giáo dục xưa là thế nào để đem tình thân ái phụ tử mãi mãi duy trì mà không biến chất. Đây là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là đem chữ ái này, đây là chân ái, là từ trong tự tánh sanh ra, làm cho nó phát huy rộng rãi. Thương yêu người nhà quý vị, thương yêu anh chị em quý vị, thương yêu dân tộc quý vị, thương yêu bà con xóm làng quý vị, thương yêu xã hội, thương yêu quốc gia, thương yêu dân tộc. Đến cuối cùng, phàm là người đều phải thương yêu. Cho nên Phật Pháp nói những thứ của Trung Quốc là Pháp thế gian, bởi vì chỉ nói đến con người. Phàm là người đều phải yêu thương. Yêu thương trong Phật Pháp càng lớn lao hơn. Nó yêu thương cả Pháp giới hư không. Cây cối hoa cỏ, núi sông đại địa, Pháp giới hư không, nó đều yêu thương. Tâm lượng này rất lớn, rất lớn. Chữ ái của Trung Quốc chỉ nói đến con người. Con người không ra khỏi trái đất. Chữ ái của họ không ra khỏi trái đất. Phật Pháp siêu diệt rồi, khắp Pháp giới hư không giới, một chữ ái.